chuyển đơn bà Nguyễn Phương Hằng tố giác CEO Điền Quân cho Công an thành phố Hồ Chí Minh. Bà Nguyễn Phương Hằng đã gửi đơn tố giác ông Đỗ Văn Bửu Điền, tức Caller Man, cho rằng ông này chưa công khai, minh bạch trong hoạt động quyên góp tiền từ thiện. Ngày 18 tháng 1, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận Cục Cảnh sát Hình sự C02, Bộ Công an vừa chuyển đơn tố giác của bà Nguyễn Phương Hằng, 51 tuổi. Ngụ quận 1, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, tố ông Đỗ Văn Bửu Điền, tức Caller Man, 53 tuổi, ngụ Bến Tre, CEO của Công ty Điền Quân Media Entertainment. Theo đó, đầu tháng 1 năm 2022, bà Hằng gửi đơn đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an tố giác ông Điền và đề nghị điều tra, xác minh làm rõ về việc kêu gọi quyên góp tiền từ thiện trong và ngoài nước nhưng chưa công khai, minh bạch đầy đủ việc giải ngân. Mới đây, Cục C02 đã chuyển đơn của bà Hằng đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết theo thẩm quyền. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo gửi ông Võ Hoàng Yên và bà Nguyễn Phương Hằng về việc giải quyết tin báo tố giác tội phạm. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết qua xem xét, xác minh nội dung tố cáo của bà Nguyễn Phương Hằng, 51 tuổi, ngụ quận 1, với ông Võ Hoàng Yên, 47 tuổi, ngụ Bình Thuận, thấy không có dấu hiệu tội phạm, nên Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Quyết định đã được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn. Đồng thời, Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định bà Hằng đã tự nguyện đưa cho thần y Võ Hoàng Yên số tiền hơn 183 tỷ đồng để trả nợ, xây dựng, sửa chữa chùa và làm từ thiện. Việc bà Hằng tố cáo ông Yên không có dấu hiệu tội phạm